thì nhằm mang đến những bài diễn hấp dẫn với màu sắc khác nhau, thì mỗi đội lại có những nội dung chia sẻ có những gì chúng ta những màn hấp dẫn nhất. Quý vị hãy cùng chào đón đội Lân Sơn Đồng đến từ Bình Dương, đội Phước Anh Đi. Thank you.
Đủ thời gian quy định.